đào hải lợi. Rồi, ok, xin chào tất cả anh em. Trước mặt anh em đây chính là cái con ác quần què anh em ạ. Con ác này chính là cái con ác S4 bá chủ hiện tại của server Việt Nam. Ác của anh Kin anh em nhá. Đấy, anh Kin. Vừa rồi thì có xem cái trận đấu PVP giữa anh Kin và Bim Bim thì Bim Bim tuy là thấp hơn lực chiến nhưng mà vẫn thắng. Khốn nạn là khốn nạn ở cái con Tuân Úc em nhá. Con Tuân Úc nó bớt quá là kinh khủng. Chính vì thế là cái con ác của anh Kin nó bị thất bại. Thực sự là cái con Tuân Úc nó hồi máu khiếp quá anh em ạ. Kinh dị luôn. Và hôm nay thì mình sẽ trên tay review và trải nghiệm cho anh em cái con ác tỷ lực chiến đầu tiên, 1 tỷ lực chiến đầu tiên của server Việt Nam. Anh Kin VIP 16. Level đang 120. Ở đây thì nó không cho anh em xem là cái mốc lạp là bao nhiêu tiền rồi, nhưng mà mình nghĩ là với cái con ác như này, với cái VIP 16 full hiện tại như này và lực chiến là hơn 1 tỷ như này thì số tiền bỏ ra không hề ít một tí nào nha anh em. Cực kỳ lớn đấy. Xem anh em sợ choáng này rồi, mình sẽ không tìm kiếm để cho anh em xem cái số tiền đã làm vào cái tựa game này. Con ác này thì hiện tại đang hai kim tướng, một kim tướng cộng 5 và một kim tướng cộng 4. Hai kim tướng này thì hình như là đang sở hữu hai cái set kim trang bị anh em nhá. Đấy, anh em thấy cái sức kinh khủng với con ác này là như thế nào. Rất là cảm ơn bạn Đình Thế Lê. Nick Facebook là Thế, chắc là tên là Lê Thế Đình gì vậy. Rất là cảm ơn bạn đã hỗ trợ mình con ác này. Đấy, đã giúp nhiệt tình mình con ác này để mà có cái clip ngày hôm nay cho anh em xem. Một cái con ác nó quá là khủng khiếp, một cái con ác nó quá là kinh dị. Rồi ok, chúng ta hãy cùng vào nội dung chính của cái clip ngày hôm nay. À mà ở cái phần đổi kim tướng, quay kim tướng này, cái phần thưởng của cái top 1. Đây, top 1 anh em đây. Thời đại anh hùng luôn. Đây là các cái phần quà của nó cho. Rồi chúng ta sẽ cùng vào hai cái vị tướng kim tướng trước em nhá. Một con của mình bây giờ đang có 13 mảnh hay là 14 mảnh. Mà cái con ác này đã hai kim tướng cộng 5 cộng 4 rồi. Tiền sử kinh dị luôn anh em ơi. Đây, thủy kính của chúng ta đây. Thủy kính của chúng ta hiện tại đang cộng 5 em nhá. Anh em nếu mà xem những trận đấu PVP của mình quay ở bên Trung Quốc ấy thì anh em sẽ biết được cái sức mạnh của con thủy kính này nó kinh dị như nào. Nó phải gọi là quá là tàn sát luôn. Cái xúc tua của nó vụt thì chết cho không còn một con nào luôn anh em ạ. Quá là kinh tởm. Thủy kính của chúng ta hiện tại đang sở hữu trong mình đến 7 triệu 8 công. Đấy, 7 triệu 8 công và máu là 30 triệu. Vụt cho bao giờ mới chết cái con thủy kính này anh em. 30 triệu máu em ơi. Lực chiến đang là 325.537.735. Nhật Ô Vân sở hữu bộ trang bị kim này. Đấy, bộ trang bị kim em ơi. Thao thiết kích. Bộ trang bị kim của chúng ta thì nó sẽ có cái bộ kích hoạt ở đây. Hai món là công 4.800, 3 món là máu 36.000. 4 món là chúng ta bớt sát thương cộng 15% và giảm sát thương cộng 15%. Cộng 30 này, hai cái mũ và cái giày của chúng ta là cộng 28. Chúng ta hãy cùng xem một số những cái viên ngọc được ép ở cái bộ trang bị kim này. Gồm bớt sát thương, gồm hai đỏ, hai cam này. Công là chủ yếu, bớt sát thương. Ở cái giáp của chúng ta đó chính là 3 đỏ, 1 cam, kháng bạo, giảm sát thương. Và vật phòng ở đây thì bắt đầu lượt nhận được cái hộ thuẫn này. Ok. Chúng ta có cái mũ ở đây đó chính là full đỏ, né tránh 32%, sát thương PPV cộng 18%. Rồi. Ok. Chúng ta có cái giày ở đây là 3 cái viên đá đỏ, bớt sát thương và sát thương PPV. Ghê chưa anh em ơi. Sợ luôn anh em ạ. Quá là căng thẳng luôn. Rồi chúng ta hãy cùng đến với cái cẩm nang của thủy kính. Ở đây thì chúng ta đang có trong mình đến 3 cái cẩm nang thần. Cẩm nang thất sát của chúng ta. Giảm 50% hiệu quả chia sẻ sát thương nếu có của tướng địch. Ví dụ như là tướng địch mang cái cẩm nang kết nghĩa sẽ bị giảm cái hiệu quả chia sẻ sát thương. Rồi phá cẩm nang đào của chúng ta đây. Còn lại là các cái cẩm nang đỏ và cam rất là quen thuộc. Chúng ta chỉ quan tâm đến 3 cái cẩm nang thần này thôi.
Chúng ta hãy cùng đi sâu vào thủy kính của chúng ta thì em nhỉ. Kỹ năng của nó hay là cộng điểm của nó như thế nào? Kỹ năng đánh thường là gây 60% sát thương phép thuật cho địch hàng dọc. Anh em để ý các video bên Trung Quốc ấy, các cái trận đấu PVP ở Trung Quốc với thủy kính, có thủy kính này thì hầu như là các cái trận đấu đó không hề xuất hiện cái kỹ năng đánh thường, mà toàn xuất hiện kỹ năng cuối thôi. Tại vì cái con thủy kính này luôn luôn phun nộ em ạ, luôn luôn phun nộ kinh vị vậy cơ. Còn cái chiêu ulti của chúng ta đó chính là cái chiêu sóng gió, gây 126% sát thương phép thuật lên kẻ địch hàng dọc, hai kẻ địch hàng dọc nhá. Bản thân hồi hai lộ và ưu tiên hàng có nhiều mục tiêu. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với các cái điểm cộng của vị tướng này. Anh em lưu ý là kim tướng của chúng ta chỉ cộng full 5 thôi nhá. Ở đây cái điểm mù quáng 1 này. Đấy, điểm cộng 1 của chúng ta là sát thương kỹ năng tăng 36%. Cộng 2 của chúng ta là lộ ban đầu cộng 3 này. Chúng ta có cộng 3 của chúng ta là khi mà tướng địch bị diệt, thủy kính sẽ thi triển kỹ năng một lần nữa. Kỹ năng này không tốn lộ khí, sát thương bằng 48% ban đầu. Cộng 4 của chúng ta là HP toàn độ tăng 20% và tấn công tăng 12%. Còn cộng 5 của chúng ta là thủy kính mỗi một lần thi triển kỹ năng thì sát thương tăng 12%. Thi triển kỹ năng thêm có thể cộng dồn. Rồi. Thốn lắm anh em ơi. Nó phải gọi là kinh điển. Thần binh của chúng ta ở đây đã cộng 75 rồi. Mỗi một người tử vong trên chiến trường sát thương tăng 10%, đây là bậc 25 nhá. Còn 50 và 75 đều là lộ ban đầu cộng 1. Chính vì cái phần nộ của con này nó cộng được quá là nhiều, chính vì thế là nó không bao giờ xuất hiện cái đánh thường đâu. Đấy, cái đánh thường của cái vị tướng thủy kính này đâu, toàn là ulti thôi, toàn là xúc tua thôi, toàn là xin nào khai la thôi anh em ạ. Tiếng Trung nó nói là xin nào khai la, kinh quá. Tiếp theo chúng ta đến với cái vị tướng tự tử thượng. Tự tử thượng này hiện tại chỉ mới có cộng 4 em nhá. Sở hữu trong mình bộ đỏ full neck tứ thần 4 món này, hai cái bảo vật cộng 20. Nhật ô vật lực chiến đang là 206.449.534. Thần binh cộng 75 rồi anh em ạ. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng xem một số những cái viên ngọc được ép cho tử thượng. Vũ khí của chúng ta thì có hai món đỏ này, bạo kích và bớt sát thương. Giáp của chúng ta có 3 món, 2 món ca, 1 món đỏ, vật phòng và 2 cái vật phòng anh em ạ. 2 viên vật phòng. Chúng ta có mũ ở đây là một đỏ, một cam, né tránh cộng 32% và pháp phòng tăng 12%. Còn lại giày của chúng ta đó chính là hai một đỏ, một cam này. Máu cộng 12% và bất sát thương cộng 18% em nhá. Công của cái con tử thượng này hiện tại đang là 5.9 triệu, máu đang là 22 triệu. 22 triệu em ơi, hụt không biết bao giờ mới giết được cái con tử thượng này. Thủy kính của chúng ta đang là 30 triệu máu. Con này với cái công 7 triệu 8 này nó vụt thôi thì không một con nào có thể chịu được em ạ. Rồi tiếp theo chúng ta đến với bộ cẩm nang của tử thượng. Tử thượng thì có hai cái cẩm nang thần thôi, không bằng cái con thủy kính có ba cẩm nang thần. Ở đây thì còn hàng loạt những cái cẩm nang cam. Ủa còn nhiều lắm anh em ạ. Rất là nhiều những cái cẩm nang chưa dùng này. Dùng kỹ năng diệt mục tiêu nhận được thêm tất cả cái điểm lộ còn lại của mục tiêu, tăng cho bọn tướng sát thương. Về quá. Vậy thì ai chơi lại nữa. Tử thượng của chúng ta thì nó one hit phải nói là kinh điển luôn. Nó chọc cho thì chết đứa đự anh em ạ. Rồi chúng ta sẽ cùng đi sâu vào bộ kỹ năng cũng như là cái điểm cộng của tử thượng em ơi. Kỹ năng thường của tử thượng đó chính là gây 95% sát thương vật lý cho một mục tiêu nữ, mục tiêu địch nữ. Nếu mà trong cái trận không có tướng địch nữ thì gây 95% sát thương vật lý cho cái tướng địch nam có HP thấp nhất. À, con này là ưu tiên nữ à. Chiêu cuối của chúng ta là Diêm Na Quỷ Vực, gây 278% sát thương cho tướng nữ phe địch, 50% đánh bay mục tiêu. Chỉ còn một tướng sẽ không có hiệu lực. Nếu mà không có tướng nữ thì sẽ gây cho 3 tướng nam HP thấp nhất phe địch 178% sát thương vật lý. Mỗi giảm một mục tiêu sát thương kỹ năng tăng 24%. Chúng ta đến với các điểm cộng của tử thượng. Cộng 1 của chúng ta là khi mà tấn công mục tiêu là tướng nữ thì xác suất đánh bay 30%. Khi mà tấn công mục tiêu là nam thì sát thương tăng 36%. Cộng 2 chúng ta là lộ ban đầu cộng 3. Cái cộng 2 này như kim tướng nào cũng là lộ ban đầu cộng 3 thì bạn. Và nãy thủy kính thì chúng ta cũng lộ ban đầu cộng 3. Còn cộng 3 của chúng ta là khi mà kết thúc lượt, cứ đánh bay hay diệt một tướng bản thân hồi một cái lộ.
và 21% sinh lực tối đa. Cộng 4 là máu toàn độ tăng 20% và tấn công tăng 12%. Còn cộng 5 mà chúng ta tuy là chưa đến nhưng mà chúng ta cũng xem là có cái gì hot hay không. Kỹ năng hoặc đánh thường bỏ qua vô địch, san sẻ hiệu quả chắc chắn là chính xác và bạo kích. Chúng ta xem cái thần binh của chúng ta tí anh em ơi. Thi triển kỹ năng tấn công tướng nữ hồi 2 cái điểm độ bản thân, tấn công tướng nam tăng thêm một cái lần đánh thường gây sát thương bằng 36% HP tối đa. Còn lại là 50 và 75 là cộng lộ ban đầu cộng 1 em nha. Đấy, đó là toàn bộ hai cái vị tướng kim tướng, hai nhân vật chính của chúng ta trong cái clip ngày hôm nay, Tử Thượng và Thủy Kính. Biết rõ địa thế thiên hạ mới đúng. Chúng ta đến với các cái vị tướng còn lại, các cái vị tướng còn lại qua đây em nha. Quan Vũ của chúng ta đam đang là 4.8 triệu, máu 23 triệu, lực chiến là 161 triệu, sở hữu bộ trang bị đỏ tứ thần 4 món mech này. Chúng ta có hai cái bảo vật cộng 20. Thôi xem cho lốt anh em ạ, xem nốt mấy cái viên đá ép cho trang bị đã. Ở đây có hai cái cẩm năng cam công ở vũ khí, hai cái cẩm năng đỏ ở giáp, sát thương VVV giảm cộng 18% à, và kháng bạo cộng 20%. Chúng ta có mỗi hai cái đá tím này, giày chúng ta đang là hai cái viên đá cam chính xác và máu. Ok. Tiếp theo là chúng ta đến với cái cẩm nang của Quan Vũ, quan hit mà. Quan hit đến đơn kỵ nhất kỵ. Các cẩm nang là rất là quen thuộc em ạ. Chúng ta chỉ quan tâm đến các cẩm nang thần thôi. Các cẩm nang này thì nó quá là quen thuộc đối với anh em rồi. Quan Vũ thì được bốt toàn bộ những cái cẩm nang cam là sát thương. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng xem là cái thẻ biến hình ở đây đã full hết chưa anh em nhá. Mình nghĩ là cũng full rồi đấy. Toàn bộ cái thẻ biến hình ở dưới đây kéo xuống xem nào. Vậy là chúng ta đang cũng còn ối ối những cái cầm những cái thẻ biến hình đỏ em ạ. Tiếp theo chúng ta đến với Tư Mã Ý này. Tư Mã Ý đam 5.29, máu là 20 triệu, lực chiến là 166 triệu, hai cái bảo vật cộng 20 đỏ, thần binh cộng 75 rồi. Quan Vũ 75 là chắc chắn rồi, mới có 5 sao thức tỉnh thôi. Rồi con Tư Mã Ý này thêm một sao nữa này, cũng thốn đây anh em ạ. Riêng cái con Tư Mã Ý này nó đã quất cho toàn bộ server rồi, chết hết rồi. Khảm này, chúng ta có vũ khí là 2 viên cam, chúng ta có giáp là 2 viên cam, mũ 2 viên tím, giày chúng ta đang là 2 viên cam. Dồn toàn bộ cho Tử Thượng và Thủy Kính em ạ. Biết rõ địa thế thiên hạ này. Rồi chúng ta đến với cẩm nang cho Tư Mã Ý của chúng ta. Tư Mã Ý ở đây cũng có 2 viên cẩm nang thần, diệt mục tiêu, hút tất cả các điểm nộ của địch chết. Còn lại là các cái cẩm nang đỏ và cam ở dưới đây. Tiếp theo là chúng ta đến với Tào Tháo. Chơi Tào Tháo em ạ. Tào Tháo của chúng ta đang sở hữu công 4.5 triệu, máu 19 triệu, lực chiến là 143 triệu. Bộ đỏ tứ thần 4 món nét, hai cái bảo vật cộng 14 này, thần binh cộng 75, thức tỉnh mới có 5 sao, và đang là Nhật Phi Xương. Không xem ra là Tào Tháo thì ở đây thì sao lại top 1 để chơi em ơi. Đánh thường là gây cho cả địch hàng trước 47% sát thương vật lý. Ulti của chúng ta là gây cho cả địch hàng trước sát thương vật lý và toàn bộ đồng đội chúng ta hồi 1 độ. Còn liên kết kỹ năng là quanh ra chúng ta bỏ qua đi. Cộng 5 là thi triển kỹ năng có xác suất 40% không tốn nộ khí này. Cộng 8 là chúng ta là chuyển 40% sát thương kỹ năng thành 1 HP cho một đội yếu nhất. Cộng 10 của chúng ta là thi triển kỹ năng có 64% không tốn nộ khí. Cộng 12 chúng ta là miễn giảm lộ vĩnh viễn. Khi mà lộ khí thi triển kỹ năng của ngụy tướng Peta không đủ sẽ chuyển lộ khí từ Tào Tháo sang để mà thi triển kỹ năng. Ở đây chúng ta có một cái thần binh là tỷ lệ bạo kích toàn đội tăng 30% luôn anh em ạ. Bớt khủng ác tỉ phết đấy. Cái cộng 12 của con Tào Tháo này làm cái thú vị hứa với anh em ạ. Bất tử hỗ trợ. Đây là bộ cẩm nang cho Tào Tháo của chúng ta. Rất là quen thuộc nha. Mình sẽ không sâu chi tiết cho anh em xem nữa. Anh em cứ lưu ý cho mình là cẩm nang thần ở Quan Vũ thì cứ hồi 2 lộ. Thế thôi. Tiếp theo là bảng thống này. Bảng thống của chúng ta sở hữu bộ đỏ tử thần 1 món nét, hai cái bảo vật cộng 17 đỏ, thần binh chúng ta cộng 75, thức tỉnh mới có 5 sao. Đang sở hữu của mình Nhật Phi Xương.
Con này lực chiến đang là 136 triệu, công 4 triệu 2, máu 18 triệu này. Đây là bộ cẩm nang cho bảng thống của chúng ta. Các cái cẩm nang rất là quen thuộc, không có cẩm nang thần nào cả. Rồi, ok, đó là toàn bộ thông tin tướng của chúng ta anh em ạ. Toàn bộ tướng của chúng ta. Anh em xem đến cái đoạn là hai con tử thượng và thủy kính đã thấy nó mát mặt lắm rồi. Thần thú của chúng ta sẽ có cái quần què gì đây. Toàn bộ thần thú của chúng ta đã full 5 sao rồi. Toàn bộ full 5 sao em nhá. Lần hoa. Ở trong cái túi thần thú này còn quần què gì không ta? Ở đây chúng ta còn bạch trạch thánh côn này, thanh long hai con, huyền vũ hai con. Tầm này thì nó full rồi, bây giờ chỉ cần chờ nâng cấp thần thú của ta lên đỏ thôi. Và nâng cấp bạch hổ lên thần. Thay đổi ngoại hình nhìn rất là ngầu. Che tiệt được rồi, tử thượng 6. Chỉ kính không biết là 6 hay 8 nữa. Rồi ok, đó là toàn bộ thông tin về dàn tướng, về trang bị, về tất cả mọi thứ mà cái con ác này có ở cái phần trận hình. Và anh em lưu ý là con ác này hiện tại đang còn dư đến 116.000 kim nguyên bảo. Quân đoàn hiện tại, quân đoàn S4 này, con ác này đang trú ngụ đó, nên là con đoàn thiên gì đây, thiên hạ hội. Anh em có thể là nhìn thấy cái phần lì xì mà anh Kim đã để lại cho cái bang này, nó quá là kinh dị này. Ở đây còn kiến long hạng 1, 150.000 kim nguyên bảo nữa chưa phát. Thành viên thì hiện tại anh Kim mới đang ở thành viên thôi, còn bo chấm này với là đội trưởng và đoàn phó là xếp đại ca. Ổn hết rồi anh em ạ, mỗi mình anh Kim đang online. Ở trong túi của chúng ta đây, lễ ký còn 2, chu dịch còn 2 này, xuân thu còn 300, rồi ôi triệt quốc còn 300. Cái này thì ai chơi. Chúng ta có 4 cái đường cẩm nang đỏ đây. Chúng ta còn vô số những cái đồ mà anh em cũng được, lượng chiến quốc còn nhiều thế. Lượng chiến quốc ở đây còn 144 chiếc nữa anh em ạ. Còn lại là tất cả các cái đồ thực sự là rất là mong muốn có, nhưng mà chiếm tình chúng ta đang có 344 này. Quá nhiều, thần binh đỏ 177. Không ao ước được, quá là lớn. Hiện tại thì cái bảng xếp hạng của con ác này nó đang ở cái tầm gọi là chơi một mình. Chúng ta đang có anh Kim chơi một mình. Phá An Giang ở đây thì cũng đã 746 triệu rồi anh em ạ. Về tí xem cho anh em xem cái con thủy kính xíu em nhá. Vậy là tử thượng của chúng ta sẽ đứng ở đầu, hai con kim tướng đứng đầu. Mình nghĩ là cho thủy kính đứng đầu thì nó sẽ sâu kỹ năng cho anh em rõ hơn. Chúng ta hãy cùng xem sức mạnh của hai kim tướng vụt xem địch như thế nào. Ok, nó vụt cũng ngang ngửa bên Trung Quốc anh em ơi. Xin nhau khai la. Ở đây thì giọng Việt Nam chúng ta sẽ khác hoàn toàn. Chỉ cần hai tên đầu thôi, chỉ cần hai tướng hàng đầu tử tượng và thủy kính đánh thì cũng đã khiến cho cái con ác top 2. Vật vã trong đau khổ rồi. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng đành phải vào cái phần danh tướng, đánh cái ải cuối cùng của tinh anh thôi. Tinh anh lưu bị này, không biết là những cái clip trước của mình review con ác top thì nó đánh chỉ trừ một thôi, còn không biết là cái con ác top 1 on server này với hai kim tướng như này thì nó vụt các cái con tướng bên ải này nó sẽ là trừ bao nhiêu. Rồi ta có một cái lượng đam trừ kinh khủng phải xoài. Tuy thế là cũng không nhầm nhỏ gì so với ba con tướng hàng đầu. Hai trăm chín mươi mốt triệu. Với cái lượng đam như thế mà không có mấy cái con mấy cái thẻ bài lộ
thì chắc là vốn cũng phải vài tơn mới sẽ được cái đội hình này. Cái set nổ này thì nó sẽ chọn 5 con em nhé. Với cái full 5 sao như thế rồi thì 5 con sẽ được chọn và nổ liên tiếp. Trận đấu này cũng nhàn thôi anh em. Rồi, bật khuất với Trương Phi cộng 12. Thực ra là thủy kính với lại thường thượng cũng chẳng phải làm gì cả. Cái lỗ thẻ bài cũng đã khiến cho đội hình này thấp thỏm rồi anh em ạ. Cái trận đấu liên server đợt vừa rồi thì bên Ác Anh Kin này như là lôi Trương Phi. Trương Phi là main biến hình thẻ. Hiện tại đã đổi sang quan vũ chúng ta rồi. Tầm này mà muốn kết thúc trận đấu sớm thì chỉ lỏ cái bài thôi. Thì kính vụt cũng rất là thốn em nha. Chết một em Hoàng Trung. Tiếp tục. Em lưu ý là với cái tầm cộng 12 mà mấy cái con hồi máu nó đã lên đỏ rồi thì nó hồi máu kinh khủng lắm. Nhất là Tuân Úc hay là cái vị tướng Lưu Bị ra. Cứ chạm vào nó là nó lại hồi máu em ạ. Rất là khó chịu. Cứ chạm là hồi máu thôi. Đây là đánh thường của thủy kính này. Thường thì rất là ít khi mà thủy kính đánh thường, tại vì lộ của nó lúc nào cũng full. Rồi qua 4 tơn mình sẽ bỏ qua nhá. 4 tơn nữa đủ cho anh em xem sức mạnh của thủy kính và tưởng thượng với cái bộ kỹ năng nó rất là lộng lẫy. Ở đây có cái bộ khung nó rất là phê lòi anh em ơi. Sao không đổi được phung này này, phung Avatar Long Phượng rất là đẹp này. Hiện tại thì còn 6 cái khung thôi. Còn tất cả đã full hết phung rồi. Không có cái gì mà nói nữa rồi. Full toàn bộ cái danh hiệu. Rồi ok, đó là toàn bộ cái video ngày hôm nay. Gửi đến anh em cái con ARK top 1 server của Việt Nam luôn. Con ARK hiện tại đang hơn 1 tỷ mốt được chiến rồi. VIP 16, in-game thì là anh Kin. Một trong những cái tên nó rất là quen thuộc em nhá. Anh em có suy nghĩ gì về cái con ARK top 1 này với cái sức mạnh của thủy kính và tưởng thượng? Trong số 4 cái kim tướng thì đa số ở bên Trung Quốc là nó chỉ chơi có thủy kính và tưởng thượng thôi. Còn lại các cái vị tướng kim tướng khác thì thường là nó không chơi hoặc là rất là ít người chơi em ạ. Chu Cơ nhìn rất là oai thế nhưng mà đau không đau. Và đặc biệt là cái con Nam Hòa này ở bên Trung Quốc không một ai chơi cả. Như thế là các cái clip kim tướng của mình về bên Trung Quốc ấy thì Nam Hoa không bao giờ xuất hiện, hoặc là xuất hiện rất là ít, hoặc là xuất hiện nhưng mà lại không làm gì được. Một lần nữa thì rất là cảm ơn bạn Đình Thế Lê đã hỗ trợ mình nhiệt tình cái con ác này để có cái clip ngày hôm nay. Và cũng rất là cảm ơn anh Kin đã tin tưởng mình cho mình con ác này để mà review cho anh em cái con ác top 1 server Việt Nam. Anh em nếu mà thấy cái video của mình có hữu ích cũng như là có thú vị cho anh em thì đừng quên để lại cho mình một cái nút like, với nút đăng ký kênh và ấn cái chuông thông báo để mà không bỏ lỡ bất cứ những cái video mới nhất, hay nhất từ kênh DV Game về cái tựa game danh tướng 3Q và rất là nhiều những cái tựa game hay và hot trên thị trường khác nữa. Ok, rất là cảm ơn anh em đã xem đến cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo.